Xin chào quý vị và các bạn. Hiện nay chúng ta thường nghe qua TV, báo đài nói đến tòa nhà xanh, tòa nhà bền vững hay tòa nhà tiết kiệm năng lượng là một trong số những tên gọi khác nhau hiện được sử dụng để chỉ các tòa nhà thân thiện với môi trường. Để tìm hiểu sâu hơn về tòa nhà xanh, chúng ta cùng tìm hiểu sâu hơn nữa về công tác duy trì làm sạch, nâng cao tuổi thọ hoạt động của các thiết bị tòa nhà. Sau đây tôi xin chia sẻ với các bạn chuỗi clip làm sạch tòa nhà xanh, ví dụ như làm sạch thiết bị ngoại cảnh, cắt tỉa chăm sóc cây, làm sạch thảm, làm sạch các bệ đá sân vườn, vân vân. Vậy tại sao chúng ta không tìm hiểu tòa nhà xanh mang lại những đặc điểm tối ưu gì? Một, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên tự nhiên. 2, giảm thiểu chất thải. 3, sử dụng những vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường. 4, hòa hợp với điều kiện khí hậu khu vực. 5, sử dụng ít năng lượng để vận chuyển vật liệu xây dựng trong quá trình xây dựng. 6, gây ít tác động tới xung quanh, tiếng ồn thấp, giảm khói thải, phát sinh mùi. 7, chi phí phát sinh trong vòng đời thấp. 8, sức khỏe của người sử dụng. 9, vị trí tòa nhà gần với các địa điểm công cộng. 10, quản lý và duy trì tòa nhà hiệu quả. 11, thân thiện đối với người sử dụng. 12, có môi trường trong nhà tốt và thuận lợi. 13, duy trì làm sạch, nâng cao tuổi thọ hoạt động của các thiết bị. Từ những đặc điểm trên, ta có khái niệm tòa nhà xanh là những tòa nhà trong đó không chỉ tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng mà còn áp dụng các chiến lược thiết kế tiên tiến. Bên cạnh việc nâng cao hiệu quả, các khía cạnh liên quan trực tiếp tới môi trường còn tập trung tới các khía cạnh khác trong hoạt động của một tòa nhà như chi phí cho vòng đời, vấn đề về sức khỏe, khía cạnh về văn hóa xã hội, khía cạnh về làm sạch tòa nhà, vân vân. Mong rằng những chia sẻ của tôi trên đây sẽ giúp ích được cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở chuỗi video clip tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn.